các bạn đang chiêm ngưỡng quấy của hai tháp quấy của nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, nơi công ty âm thanh Sao Mai, viết tiếng Anh là Sao Mai Audio, chúng tôi đang lắp đặt hệ thống loa quấy cho nhà thờ. Dưới quấy nhà thờ chính tòa Văn Hạnh rộng khoảng hơn 30 mét, và đấy là về bề ngang, bề cao là 56 mét, với một cái khoảng sân bề ngang khoảng 50 mét, bề dài khoảng 7 đến 80 mét. Chúng tôi sẽ lắp 4 quả loa quấy, dòng loa Bose Modern A AMU 208. Đây là dòng loa mới nhất mà Bose mới tung ra được khoảng 2 năm để thay thế cho các dòng loa Bose 402 hoặc là 802. Và hiện nay thì những cái dòng này giá bán cũng so với các dòng cũ là tương đối cao. Một loa như thế này là khoảng tương đương 40 triệu vào thời giá cuối năm 2022. Nhưng mà khi chúng tôi lắp và test thử âm thanh thì thực sự là âm thanh nó rất là xứng đáng với cái giá mà Bose đã đưa ra thị trường. Với công suất 300W continuous, Hiệp hội Âm thanh Quốc tế thì người ta tính ra là đây là loa này là 400W liên tục. Đấy, thì sau khi đưa ra test thì chúng tôi thấy rất cực kỳ ấn tượng. Trong loa là loa nặng, mỗi loa là tầm khoảng 20 cân. Trong loa có hai củ loa bass 8 inch và một loa, một củ loa chép EMB 2S. Toàn bộ loa được thiết kế để chống nước và chống bụi ở chuẩn IP55. Xem Arena Max Utility 208 đáp ứng giải tần từ 60 Hz cho đến 18 kHz. Chúng ta sẽ thấy cái loa độ nhạy rất là cao, và đặc biệt là cái loa chép cực kỳ hay. Chúng tôi sáng nay vừa thử trên clip trước chúng tôi đã đăng với các bạn, là để chúng tôi đứng ở cuối sân mà chỉ mới có hai loa bên cánh trái, khi mở test thử thì tiếng hát bay ra đúng tận đến cổng. Tất nhiên là tiếng hát thì nó sẽ dễ hơn là so với giọng người, nhưng cũng là một cái chuẩn để chúng ta test thử âm thanh trước khi chúng ta cho trực tiếp đi qua vocal. Tí nữa vào trong, tí nữa là xíu xíu. Ok, tôi sẽ bắt cái góc để làm sao tính cho loa phủ được toàn bộ sân, cũng như là có thể là đảm nhận được các cái góc cạnh để đảm bảo cho âm thanh ở góc độ đồng đều nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ đăng tiếp một clip khi chúng tôi lên cả âm thanh 4 loa, và chúng tôi sẽ đi các góc độ để các bạn cảm nhận. Xin cảm ơn.